tình của mẹ là không có bờ bến. Nhưng lúc nào cũng thấy là con mình còn thơ dại, cần bảo bọc. Biển cũng vậy, biển nó cũng mở rộng như vậy. Thấy lúc nào cũng bảo bọc cái đời ngư phủ. Dầu cho người ngư phủ đó có trẻ hay là già, biển vẫn thương, không phụ tình của ngư phủ. Ở trên thành phố thì sướng lắm, nó có điện, có nước, rồi cái tầm nhìn nó cũng có hơn. Nói con có tình con đánh không vậy? Nhưng mà có lẽ là yêu biển nhiều hơn trên bờ. Bé Sưng, mai mốt con học giỏi con làm gì? Vậy coi người lớn con đi chơi đi xuống biển với ngoại đánh lưới không? Dạ, mình hết giờ luôn. Mình đánh trước ngoại luôn. Mình đánh đập đập bùm bùm rồi xong. Mình tên là Vương An. Đôi mắt mình không nhìn thấy gì nữa, chỉ có nghe bằng đôi tai thôi. Người khiếm thị một mình trên quan đảo lúc nào nó cũng có cái khổ nhiều lắm. Cái sự khó khăn thì nó chồng chất luôn. Ở đây thiếu đủ thứ hết, không có thức ăn, rồi không có nước uống. Nhưng mà cái gì cũng không bằng cái sự vượt qua của mình, can đảm vượt qua. Ngày xưa ba ra khai thác cái quan đảo này hồi năm 68 lận. Rồi sau này tới năm 72 á là theo mẹ ở luôn. Ở đây có người gọi đảo ma, có người lại gọi đảo cô đơn hay là mồ côi, nó nằm ở chỗ một mình một góc. Cảm nhận lúc đó là đây cái móng tay rất nhiều, mọc đây dài ra tới ngoài đầu mũi toàn là cái móng tay không. Đặt tên cho nó đảo móng tay. Chắc có lẽ hồi nhỏ máu thịt vì cha mẹ sanh ở biển rồi, ba mẹ làm biển rồi lớn lên thì cũng theo cái nghề. Khoảng năm 11, 12 tuổi thì mắt nó yếu dần rồi, nó không nhìn thấy, thấy chỉ còn cái thấy bóng thôi. Cảm giác rồi cũng như mình thấy ngay cái cục đá, là ban đầu thì thấy cục đá nó đều, nó tròn. Rồi từ từ thấy cục đá nó méo, nó không có được giống như cái cảm giác ban đầu nữa. Rồi cái nó dần mờ dần là mình thấy nó mất dần luôn. Ngày mất hết thị lực
thì ba nói là phải chọn cái nghề trên bờ, không phải xuống dưới biển. Nhưng mà ngày đó thì mình không thích làm trên bờ. Mình yêu biển. Mỗi khi mà xa tới sóng biển là mình nhớ. Như vậy là làm không có rời biển được. Khoảng chừng 14, 15 tuổi là lên con tàu đi rồi. Đi lên đên rồi. Mình ở thành ngư phủ, đi theo con tàu thôi. Mình rời đảo, bỏ hết cái công lao của cha mẹ đi. Ngày xưa đôi mắt mình không nhìn thấy gì thì cũng thua kém người ta. Nhưng mà mình cố học theo, học chừng nào mà mình làm giống được như người ta hay hay hơn người ta. Chủ tàu ta thấy mình làm tốt, ta mới cho mình đi theo. Đi theo rồi từ từ cái năng khiếu của mình nó nhiều thêm, mình hiểu biết cái chuyện trên biển nhiều hơn. Mình đi nhiều mình mới biết. Đi đi cực khổ tới mức mà đói, không nấu cơm được mà tát nước tới mệt tới lả người, tới muốn hiểu luôn. Nói chuyến này đi về là không đi biển nữa đâu. Biển cũng có chết chóc, cũng có thương tật đủ thứ hết. Con có nghe ngoài cái chuyện không? Ừ. Ngày xưa là cái thời vua Hùng ăn tim là con của vua, con nuôi của vua Hùng đến trường truyền ngôi chưa? Vua giận mới đài ra ngoài đảo Quan. Ra ngoài đảo Quan mà cái đảo khắc nghiệt, không có nước. Không có nước để tưới cho cây giống, cứ chết dần. Rồi hai người mới đi vòng đảo Quan, đi vòng coi cái tìm được cái giống cái cây gì mà để trồng để lấy trái mà ăn. Tháng 7 năm 2000, thành quyết định là mình trở về cái nơi đất cũ, trở về đảo Ngón Tay. Mười mấy năm trong bờ nó cũng chật hẹp. Già rồi, ra biển cũng không được bền bỉ nữa. Thành quyết định là mình trở về cái nơi đất cũ, tạo dựng lại cái khu vườn để sau này tuổi già mình có cái cuộc sống nó vui hơn. Chứ đi biển hoài cũng đâu có được. Ban đầu thì mình cũng chưa đi ra thì nó cũng chưa có rành đường. Đi thì mình cũng phải có cái chiếc gậy để hỗ trợ, để mình đi coi nó có đá lớn đá nhỏ rồi mình đi cho biết. Rồi tới thời gian đi quen rồi mình cũng không có xài gậy nữa. Đầu tiên mình ra tới ngoài đảo Quan thì mình sống với một mình thôi. Ra trước cất cái chòi ở dưới mé biển. Ngày xưa nghe ba kể là đầu tiên người xưa làm cái lục lạc bằng cái càng cua lớn rồi để cái đinh trong đó treo ở mái nhà. Tới cái đời sau này là không có cái vỏ cua bự nữa, là bắt đầu lấy cái chai để cái đinh trong đó.
mình không có làm cái lục lạ ở xa mà làm ở xung quanh gần nhà thôi, để khi mà mình có ngủ quên á là mình nghe được cái tiếng kêu, biết gió nó mạnh nó yếu. Bây giờ thì gió mạnh thì mình mới nghe rõ hơn. Trở lại đây á, lúc này là cái khu vườn của ba mẹ làm hồi xưa nó tiêu tàn. Đầu tiên mình ra tới ngoài đảo quan chỉ có một cái dao liêm. Người khiếm thị một mình trên quan đảo lúc nào nó cũng có nguy hiểm. Có khi mình đang có chặt cây là ông vào dẻ, rồi ông sắt, rồi rắn lục, rắn nhện nó trên cây chạy xuống là nó táp vô tay mình, nó cắn vô trong tay mình, sưng lên. Mình không sợ nói thì mình cứ làm, mình cứ nghĩ gì thôi làm tới. Một mình ra ngoài này buồn cô đơn thiệt, nhất là buổi chiều, chiều xuống không có ai hết, là một mình đi xung quanh đảo, đi vòng vòng vậy cho nó giải bớt cái buồn. Nghe tiếng chim, tiếng gió, tiếng sóng biển, cũng như mở một mình mà nghe được cái tiếng nói của người khác, mình không còn thấy nó nặng nề nữa, cái buồn nó từ từ nó bớt đi. Ở đây là có con chim, buổi sáng là nó vừa thức dậy là nó cũng kêu, là lúc trời vừa sáng khoảng 6 giờ. Buổi sáng thì trước nhất là xách cái tay lưới đi thả. Đi thả lưới đang kiếm cá ăn. Có nhiều loại nước hoa nó có mùi khác nhau thì gió nó cũng vậy. Gió đông, gió chướng, gió nam, gió nòm, gió bắc nó đều có cái hương vị khác nhau hết. Mình nghe cái tiếng mùi gió để mình biết có thể là mình quánh lưới bữa nay quánh ở bên bãi nào. Con cá nó dính lưới rồi mình lặn xuống á, mình nghe nó kêu mình biết con cá gì nó dính trong lưới mình. Mỗi con nó đều kêu tiếng khác nhau hết, như cái tiếng nói chuyện của người trên bờ vậy thôi. Thả lưới rồi xong rồi lên mới gỡ cá thì trời đã lên nắng rồi, gỡ cá rồi mới mần cá, cái nào ăn thì ăn, còn cái nào không ăn thì muối rồi đem để lên phơi trên mấy cái cục đá đó. Sống một mình á, ăn thì thường nấu một buổi ăn tới chiều, nấu một lần một ăn tới chiều, tới mai mới nấu nữa. Sống trên đất liền thì ở đó khó làm hơn ở đây. Ở trong bờ thì làm ngày nào hết ngày đó thôi. Ở đây mình còn đi thả lưới được, đi giăng câu được, tự mình đánh bắt được cái ăn. Cái cảm giác ăn cơm một mình là bữa nào không thấy con miệng, ăn vài miếng là tự thấy nó chán, không ăn nữa. Đó là cái tâm sự của người sống một mình á.
mình mua được chiếc xuồng nhỏ, chú chèo ra đây mà vô thả lấy ghẹ cho câu mực đồ bán, mua được đồ ăn nước uống. Hai cái tai phải nghe cho kỹ, cái đó là quan trọng nhất, nghe cho kỹ coi cái đó là cái gì và nó có thể là tọa độ nó bao xa. Mình chèo ra từ cái bến chèo ra thì mình đã nghe tiếng sóng nó nằm bên nào, bên phải hay bên trái, rồi mình nghe cái tiếng gió coi nó nằm phía bên phải hay bên trái, kết hợp sóng với gió rồi mình mới chèo ngang ra. Lặn xuống cái biển nha, cái đá dưới biển nó nổ. Nó nổ coi như là mình răng muối răng mè là nổ bình thường, đá là nó không có động. Còn nếu mà nó kêu một tiếng như là xé giải nghe rốp rốp và tẹt 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 như mình xé giải vậy là đó là có bão. Khi ngày xưa là mới lớn thì cũng có tình yêu, có người thương mình. Nhưng mà lúc đó vì nghèo mà cái sự mặc cảm lớn quá, rồi bị bệnh tật, bị đuôi mù nữa. Con gái thì có thời, ta đâu có đợi mình được. Rồi năm tháng nó cũng trôi qua thôi. Tôi còn nhỏ rồi ba mất đó, chú đây chú cũng như đơn chiếc không ai. Thấy chú nói giờ ba mất rồi về sống với chú hữu hỷ cho nó vui. Rồi cái chú cháu đùm bọc nhau sống. Ngày xưa ba chết thì mẹ nó không có nuôi được nó. Thấy nó vậy là kêu nó về thôi, cho nó làm con nuôi đi, ở nó có cái chỗ mà để nó nương tựa. Tới năm 2002 là con nó ra ở ngoài này, bé vui ra đây ở. Thì thấy sống cha con thì nó cũng có vui rồi, nó cũng có an ủi. Sống là như chú là không có nghĩ là cực khổ, là chú cứ làm suốt ngày rồi mình thấy chú cố gắng làm mình cũng làm, mình thấy nó rồi chú cháu nó khăng khít cái khổ với nhau nó vui. Sáng lên có con mình nó nấu cơm, pha trà cho uống, nấu cơm cho mình ăn. Mình thấy mình không có còn thấy cái muộn phiền nữa. Nó lớn rồi, nó có chồng. Rồi sau này sẽ có bé Sưng nó lớn lên. Thì mẹ nó giao cho ở nhà, ông ngoại nhà coi con bé Sưng nha. Thì riết là nó thương, đi đâu nó cũng đòi ẩm, đi đâu nó cũng đeo cổ hết. Rồi mình cũng không biết tại sao cái tình thương đó nó có càng ngày càng nhiều. Đặt tên nó Hoài Xuân. Hoài Xuân để nó có mùa xuân mãi mãi, nó không ra đi nữa. Hạnh phúc với cái cuộc sống nghèo, tiền bạc làm không nhiều nhưng mà mình cũng có sống quanh quần nhau để sống. Những cái lúc đói, những lúc đau mình cũng chia sẻ nhau. Từ cái mơ ước của lần đầu tiên làm ra đảo là mình sẽ ước sống ở đây là cho tới ngày già, tới ngày chết sẽ chết trên quan đảo này, sẽ gửi cái thân xác trên quan đảo này, không đi đâu nữa. Thời gian nó thay đổi. Khi có cháu rồi
tới cháu nó có lứa tuổi nó đi học. Còn ở đảo thì nó bị dốt chữ. Bây giờ nếu mình không về bờ thì nó có trường lớp đâu nó học, thì bị thiệt thòi cho nó cả cuộc đời. Đã yêu biển không thể nào đi được, không có rời biển được. Cân nhắc nhiều lắm, nhưng mà không biết làm sao hơn nữa. Cái này cái gì? Con nói coi. Cái này là nhà. Nhà. Cái cửa sổ này nè. Cái cửa nhà đi nè. Ừ. Đó. Nhà đó. Cái này của ai? Của con hay của ngoại? Của ngoại. Của ngoại. Con ở với ngoại không? Đó. Rồi. Của mẹ luôn. Của mẹ, của ngoại. Của con, của ba luôn. Ừ. Mình sẵn sàng làm chỗ dựa cho nó. Là không phải là chỉ một ngày một tháng mà cả cuộc đời này luôn. Tiền bạc làm không nhiều, nhưng mà mình cũng có sống quanh quẩn với nhau để sống, mình cũng chia sẻ với nhau.